với Khánh Chi, BCS nghĩa là gì? Chưa hiểu được cái từ đó. BCS nghĩa là gì hả? BCS bơ cơ S hả chị? Bơ cơ sơ. Bơ cơ sơ là cái gì? Bắt con sâu. Bắt con sâu hả? Không bây giờ hỏi cái câu đó không biết, họ thì không biết trả lời. Không biết trả lời sao thì ngắm tay thôi. Mình vừa ngắm mình vừa suy nghĩ nữa chị. Tại vì chị không thích bắt con sâu, chị thích bắt con khác. Nên Tú gợi ý bắt con sâu, chị không thích trả lời câu đó. Đúng rồi, không thích. Tại con sâu chị đâu có thích nào, tự nhiên gợi ý kỳ cục. Dạ. Hà là chị chịu hình phạt chứ chị bắt con sâu. Chị bắt con khác. Bắt con chị gì bắt vậy? Đá đi chị. Em biết chị bắt con gì rồi. Bắt con sâu hả? Ừ. Con sâu ghê lắm, không bắt đâu để... Rồi, đúng rồi. Quay trở lại với một format hoàn toàn mới, một thử thách vô cùng thú vị dành cho những khách mời đến với chương trình Hai Idol. Với chương trình Hai Idol do J1 TV và J1 Network phối hợp thực hiện. Khung giờ phát sóng là 20:30 tối thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh J1 TV. Các bạn ơi!